Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Em Sử thì không biết là đang làm gì ở bên kia. Thì bây giờ cháu Lực xé đi vào và hỏi em Sử là em ấy đang làm gì cô bác. Cháu Lực xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chào và lời chúc tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả các khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em cô bác. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu cô bác. Và đến chiều tối nay thì cháu Lực lại tiếp tục là lên trên nhà của ba ông cháu là sẽ nói chuyện với lại ông với em Sử một chút, xem là cái chú mà bảo là không cho chở cái vật liệu đi qua đất nhà chú ấy, thì xem chú ấy còn có những cái động thái gì không để cháu được biết thêm và cháu được sẽ tìm hướng giải quyết của nó thật là đẹp và thật là hợp lý nhất cô bác. Hôm nọ thì cháu được cũng đã đi xuống nhà của bác rồi, nhưng mà không may là bác không có ở nhà, cháu được không có gặp được cô bác. Đến chiều tối thì có vẻ là gió rất là mát này cô bác này. Hôm nay thì rất là nắng luôn. Thôi anh chào Sử nhá. Rồi. Hôm nay thì ở nhà phơi dơm mà. Rồi. Ông thì đi đâu rồi? Ông ở nhà. Ôi sao vừa nãy anh không gặp ông đấy? Chắc ông đi chăn trâu à? À đây. Chào bông. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cái này thì mình có để nó phơi lên không? Hay là mình buộc thành bó luôn à? Vâng. Xong là mình mang đi về luôn à? Vâng. À thế thì một tí nữa hai anh em mình vác về luôn. Tìm cái bó nào khô à hay là như nào ấy? Vâng. Thế bó này chưa khô à? Khô hết rồi chứ? Chưa ạ. Chưa khô á? Bây giờ nếu mà chưa khô thì mình phơi ăn này luôn nhỉ? Vâng. Đấy, mình chưa khô thì mình phơi ra cái ở bên ngoài nó luôn. Nếu cái bó nào khô thì em Sử là sẽ mang về nhà luôn cô bác ạ. Đấy, thời tiết nắng 2 ngày thì rơm mọi cái thì cũng đã khô hết rồi cô bác. Đường thì cũng đã khô hết rồi. Hôm nay thì Sử đi làm những việc gì? Hôm nay chỉ làm cái này thôi, ở nhà phơi rơm thôi đúng không? Vâng. Em Hải thì đi học với cô bác, chứ không là Hải không có đi học thì hai anh em ở nhà là cùng nhau làm tháo cái này ra. Vâng. À, là mình phơi như này đúng không? Vâng. Đó. Phơi nó càng mỏng thì nó sẽ càng khô nhanh đúng không? Vâng. Ô, như bó này khô rồi, Sứ ơi, khô hết rồi đây này. Vâng. À chưa đâu. Chưa khô mấy đâu. Cái bó nào khô thì Sử buộc lên nhá, buộc luôn nhá. Vâng. Này, hôm qua thì ông cũng là một mình ra đây để phơi các bác. Hôm qua thì em Sử là đi hộ đi trả công cho hàng xóm ở xung quanh này các bác này. Đấy, ở dưới kia thì bà con cũng phơi hết rơm đi ra ngoài để cho khô để sau là mình thu hoạch về các bác.
khi mà có thể là những cái cây lúa mà bà con trồng lên các bác thì là tận dụng hết mọi cái luôn, từ rơm này, rơm thì mình có thể là mang đi về nhà để cho trâu ăn. Cái rơm này từ thời mà cháu Lực còn rất là nhỏ các bác, có những nhà thì toàn lợp bằng rơm này các bác này. Đấy. Sử có biết nhà lợp bằng rơm này chưa? Hả? Sử có biết nhà lợp bằng rơm không? Không ạ. Không biết à? Vâng. Mấy hôm nay cái chú kia có ra đi ra nói gì không? Không ạ. Không đâu à? Vâng. Anh ý là hôm nọ chú ấy say rượu chú ấy nói lung tung thôi nhờ? Vâng. À, trụm đầu lên à? Trồng ngược lên như này à? Ôi. Ấy, đâu phải đâu. Phải mà. Anh không biết là. Phải mà nhưng mà cho cái Đây đúng rồi. Đây nó xuống đất trước. Đây rồi. Đấy. Lên với em sửa một thời gian thì có vẻ là cũng khó. Biết ra khá là nhiều các bác. Còn những cái thì em sửa không biết thì cháu Lực sẽ dạy em Sử, còn có những cái mà Sử không biết thì cháu Lực lại chỉ dạy cho em. Đó là hai anh em trao đổi công thức cho nhau với nhà Sử nhỉ? Vâng. Mấy hôm nay thì Hải tự đi bộ đi về à? Vâng. Mấy hôm nay thì Sử ở nhà cũng bận khá là nhiều việc cô bác, thành ra là không có đưa đón được em mình đi học cho là bao nhiêu cả. Hay ở nhà thì em Sử cũng làm rất là nhiều thứ, nhiều công việc. Hôm qua là ông cũng một mình tự ra thu rơm à? Vâng. Đấy, bây giờ thì xong thu rơm này về đến nhà nữa thì là hết một cái vụ mùa rồi cô bác ạ. Là qua Tết là mình mới làm mà đúng không Sử? Đã ăn cơm chiều chưa? Ăn rồi. Ăn cơm rồi à? Cái đầu nó xuống. Ấy giờ. Mình làm như thế này thì nó sẽ khô nhanh hơn đúng không? Vâng. Thế cái này thì máy nước mình buộc thì mình buộc ở đây là được rồi à? Hay là có phải nhấc ra nữa không? Có. Ở đây thì mình phơi khô này, đêm thì có sợ người ta đốt không? Không sợ đâu. Đây chỉ sợ rằng là phơi như này khô thì người ta trẻ con ra các bác có cầm lửa nó có châm rồi nha là mất rất là nhiều công sức luôn đấy, tốn rất là nhiều thời gian. Ở đây thì có một cái gốc cây to, cây đa này rất là to này các bác này. Cây đa này thì chắc phải rơi vào tầm là độ mấy chục năm rồi đấy. Thì cái thời tiết ở trên buổi chiều thì trên vùng cao này có vẻ như là rất là mát mẻ cô bác ạ. Hay bây giờ thì mặt trời cũng đã gần lặn rồi cô bác. Thì bó nào khô thì buộc vào á. Vâng. Anh nghĩ là mình để phơi theo cái bờ của nó thì nó sẽ được hơn bác. Vâng.
đến lúc mà mình thu về nó sẽ thu dễ hơn đấy. Cái thửa ruộng này hình như là trước là nhổ mạ đúng không sư? À? Thửa này trước là hình như là mình trồng mạ hay sao đúng không? Gieo mạ ấy. Có phải không? Đúng rồi. Đây mới ngày nào mà cháu Lực lên còn đang nhổ mạ này cô bác này. À, bây giờ thì đã được thu hoạch hết cái... Bây giờ thì đã được thu hoạch lúa rồi. Còn thu hoạch hết rồi ấy. Trụng xuống rồi. Ây da, hình như nó sắp bị đổ ra rồi. Không được rồi. Đấy, trong khi mà vật liệu chưa vào đến nơi thì mấy anh em sẽ xem là ở trong nhà em Sử còn là những công việc nào nữa thì hộ em Sử cùng nhau làm cho nó hết. Rồi thì đến lúc mà lấy vật liệu vào ra đến điểm chứa của bác thì nó sẽ bận hơn khá là nhiều ấy các bác ạ. Sợ rằng là đến lúc đấy mình vừa bận thu hoạch rơm này, xong là vừa bận vận chuyển vật liệu vào. Hay cứ ra phơi như này xong thì một tí nữa thì em Sử lại vác về nhà ấy. Giờ nha. Hả? Giờ sợ mai không nắng. Sợ mai không nắng á? Cái gì à? Bây giờ tìm mấy cái bó mà vác về thôi. Nhờ. Có chưa khô ấy. Hả? Chưa khô. Chưa khô à? Thế này ông thu ở đâu? Không biết ông. Có bên kia chắc khô nhiều hơn á. Chưa khô mấy. Chừng đấy. Sợ mưa thì hỏng hết. Thế ngồi nghỉ một tí ra nhỉ? Vâng. Giờ đi đâu vác vài bó về? Ồ, nay không lấy cái liềm để cắt cỏ luôn nhỉ? Cắt. Đi ra bên kia đó nhỉ? À. Xem nó khô. Vác ra mấy cái bó khô này đi về. Được một bó rồi à? Vâng. Này, bó này thì khô rồi này cô bác này. Bây giờ sẽ vác về luôn. Đi ra bên kia nữa để xem rằng là xem cần phơi thêm nữa không. Này còn mấy cái chúng này thì ở trên đầu nó chưa khô thành ra là chưa có lật được. Nó phải khô ở trên đầu nó rồi thì mới lật được cô bác. Ui chỗ này thì bị sạt rồi Sử. Vâng. Sau này phải hót đấy nhở. Vâng. Hay bây giờ thì nó bị sạt một chút này cô bác này. Sau này mà tiến hành mà lúc nào mà cày là phải sửa lại chỗ này phải hót đi ấy.
Ở trên kia thì sáng nay em phơi ở trên kia à? Vâng. Mấy cái chỗ này thì khô thì xử với lại ông thì đã thu về rồi các bác này. Thu về thì xếp ở trên cái lán ấy để dự trữ vào đấy. Này thì mình có cần lợt không? Không ạ. Không à? À sáng nay vừa rồi thì ông phơi ở đây. Sáng nay thì em phơi ở đây đúng không? Vâng. Hay ông thì chắc là hôm qua là thu hoạch ở trên kia rồi các bác này. Để xem bó nào khô thì mới lấy được nhỉ? Vâng. Ở tít dưới kia thì đã đi thu hoạch về chưa? Chưa ạ. Thế sáng nay là em đi xuống dưới kia à? Vâng. Sáng nay thì xử lý tít cái chỗ mà hôm nọ mà cháu Lực ghi hình như các bác. Tít ở dưới kia để em ý phơi rơm như này. Thấy ông thì cháu Lực nhìn thấy từ xa thì ông đã đang là thu thóc của mình rồi ấy. Ôi cái chỗ này phải phơi nó ra chứ. Đi về xem. Ừ, phải lo. Khá ra. Này. Hay ở xung quanh nhà thì sáng nay thì sửa đá cũng đã phơi xong hết rồi cô bác. Thì thành ra là bây giờ không có phơi thêm nữa. Thế hôm nay là lượt xong hết rồi à? Vâng. Thế bây giờ ngày mai ngày kia thì nó khô rồi mình chỉ có đi vác về thôi à? Vâng. Cái năm nay thì có vẻ như là cái phần là lún nếp này các bác này, ba ông cháu có vẻ là bị mất một chút. Ô Sứ ơi, đúa kia có nhiều quá, nếu mà một tí bán lại cho anh một ít nhá. Vâng, phải hỏi ông ạ. Cái gì đấy? Phải ông ông à? À. Thế à? Hay đây là cái tổ ong mật của nhà Sử này các bác này. Ở đây thì Sử đi lên trên rừng kia để lấy về. Ây da. Chuẩn phết đấy nhờ. Đi đâu rồi? Nó chết rồi sao rồi? Chúng nó nhưng mà chẳng biết rơi đâu. Nó chết sao rồi? Thì hay là nó ngất đấy. Cái này thì lên trên rừng để lấy cái tổ nó về à? Vâng. Xong là cứ để như thế thôi à? Vâng. Ây. Thôi té té đi. Chạy thôi. Thì bán cho anh ít đố xử nhá. Vâng. Ông ở nhà thì rất là chịu khó đấy cô bác này. Đi lấy cái thóc về phơi cho nó khô đi. Không cho nó bị móc ấy, bị hỏng. Đấy, ông thì ở nhà rất là chăm chỉ cô bác ạ. Phơi ở nhà thì phơi những cái
hạt thóc này lên này. Đây thì là hạt thóc nếp này của bác này. Cứu tốt dần ra dèm này à? Cứu tốt dần ra. Đây phùng phấn á? Chíp phải tốt ra đấy nhỉ? Chíp phải tốt phấn ra. Ây gì à? Ui, có vẻ là chỗ này, đây chỉ tay à dê này à? Lấy dê à? Nó mừng ăn đó. Chỉ ăn ở cầm đúng rồi. Ồ, bà này hỏi tôi đi tay với anh. Ừ, đi tay. Ồ. Thôi, thôi để dê. Phân phức văn lưới ấu vật liệu ba lô à. Bên vừa rồi thì cháu Lực cũng đã bảo với ông rằng là ngày mai ngày kia là cháu sẽ lấy vật liệu đi vào cô bác. Hợp đồng thì cháu Lực làm với đội xây dựng thì cháu Lực cũng đã làm xong hết rồi. Trong cái quá trình mà cháu Lực làm hợp đồng với cô bác thì có những chỗ nào mà sai sót thì cô bác có thể điện cho cháu Lực và nhắc nhở cho cháu Lực thêm cô bác nhé. Tìm đấy á? Sứ ơi! Đây, đỡ hộ tí tí. Này bẻ tốt đi ra dê nè. Bẻ tốt đi dân á? Ôi, bạn dê về nướng mất đấy kìa, lá lớn thợ. Có vẻ như là cái chỗ này rất là thớp này của bác này. Đi thì không có để ý, thành ra là bị cọc đầu ở đây rất là nhiều lần. Cái chỗ này thì ông bảo là bác lên trên đấy sửa. Bác lên trên đấy, đây sửa đỡ lên chỗ này đi. Cứ lo tảo lên nhỏ phim lên nhỏ như thông cho. Dẹp phim nữ tìm ạ, dẹp phim nữ tìm ạ. Cẩn thận nha. Cẩn thận mà, cứ nhanh để tảo lên nhỏ thông cho, lo tảo lên thông cho. Xử lên, ôi, có thang này cẩn thận nha. Đi quen này à? Quen rồi ạ. Phải bác trên mình 20 cân thóc lên những cái bậc thang này rất là nhỏ rồi các bác này. Cái cầu thang này thì không biết là tuổi đời của nó làm từ bao lâu rồi. Dẹp á? Anh này lấy hốc này đưa bà. Hốc nhiều đâu. Từ bà đi xử lưỡi hai này ít đâu. Tôi xử lấy ồ, đây là cái thời mà từ Hải với Sử là còn là bé đấy của bác này. Thì đã làm những cái cầu thang này rồi. Lúc đấy thì chưa có Sử, lúc đấy thì chưa có Hải đâu. Chỉ có mối là em Sử thôi đúng không? Vâng. Biết Sử có biết ai làm không? Bố làm ạ. Bố làm à? Vâng. Ui. Bóng thì... luôn. Cái cầu thang này đi nhiều quá nên là bây giờ bị bóng luôn cô bác này. Ở đây thì là những cái vết tích còn lại của người bố của em Sử làm với cô bác. Đây, bây giờ thì ông đang là hót để ra cái bao của bác. Thì một tí nữa cháu Lực với em Sử là sẽ vác lên trên. Thì vừa rồi thì cháu Lực cũng đã bảo với ông rồi. Bây giờ thì đang còn rất là nhiều đố của bác. Thì bao cháu ăn không hết ấy. Thì cháu Lực bảo là bán cho cháu Lực một ít để cháu Lực mang về. Thấy ở chỗ này thì bao cháu cũng trồng giống cải đó các bác nhá. Cái này thì nếu mà mang ra chợ bán thì có được giá không? Có ạ. Có à? 10.000 thì được nhiều không? 10.000 chưa được một cân à? Ồ. Thế là cái này thì mọi năm là em cũng trồng nhiều để mang đi bán à? Năm nay thì không mang đi bán nữa nhỉ? Năm nay chỉ mang đủ nhà ăn thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ không mang đi ăn kịp với cô bác thì nó sẽ già hết rồi. Mày nữa mà đến cái lúc mà làm nhà của bác
thì có khi là mấy ông thợ là sẽ tận dụng lại, mấy ông thợ sẽ mua lại để mấy ông ấy ăn luôn đấy. Như này thì ba ông cháu ăn có hết không? Như này ba ông cháu có ăn kịp không? Nhiều này ấy. Có à? Nếu mà sau này mà các anh thợ mà có nhiều quá ấy, mình cũng bán bớt cho người ta một ít. Anh lấy cái lợi cao cao tầng này. Lợi cao á? Thì dưới kia để lại năng sau trồng. À để lại mình làm giống đúng không? À, à có nghĩa là ở dưới gốc này cô bác này thì sẽ để lại làm giống để năm sau. Còn là bây giờ mình thu hoạch thì mình chỉ thu hoạch ở phần cái phần trên này thôi. Anh Sử không có nhắc thì cháu Đức cũng không có biết đấy cô bác. Cứ thu hoạch từ thấp lên cao ấy. Bán cho anh một cái chậu đấy rồi nhỉ? Cho anh thôi ạ. Thôi bán đi. Cho anh thôi. Thôi tí anh đưa cho thì anh đưa cho một ít để đi uống nước. Ui, đây thì rất là đẹp này cô bác này. Này thì có phải bón phân vào không Sử? Có. Có à? Này thì mình bón phân gì? Phân đạm. Phân đạm á? À, phân đạm là trước còn rồi đúng không? Vâng. Cái gì thì nó cũng phải là có thêm những cái hạt phân vào thì nó mới tốt được cho cô bác này. Đấy, đây này, rất là đẹp luôn cô bác này. Ôi chỗ này thì con này bị gáy rồi Sử ơi. Vâng. Này anh cắm lại nhá. Ôi không được rồi. Cây này thì bị chết rồi đây này. Nó chắc là nó bị đổ từ lâu rồi đúng không? Bị đổ từ lâu là thành ra là bây giờ dây của nó đan vào nhau các bác, thành ra là rất là khó gỡ rồi. Cái cây này cây cũ thì đổ. Cây cũ à? À. Cây từ năm trước đúng không? Năm trước thì năm nay mình vẫn tận dụng lại để mình làm đúng không? Thế năm trước thì mình đi đâu tận lấy cái cây trống này về? Đi tận đâu lấy về? Trên rừng kìa. Trên rừng à? Hay là mình đi rừng già đúng không? Ờ, thôi. Thế thôi nha. Thôi lấy thế thôi được rồi. Nhiều quá. Nhiều quá cũng ăn không hết đâu. Cái nhà ba ông cháu thì ở kia có một cái tảng đá rất là to này cô bác này. Cái tảng đá bên kia thì không biết là nó đã có tuổi đời của nó thì đã có bao nhiêu lâu rồi. Sử với Hải thì kể cho cháu rằng là chiều ấy thì hai anh em có lên trên cái tảng đá kia để ngồi để hóng gió cô bác. Thôi thế thôi Sử ơi. Thôi hai thế thôi. Ở chỗ này thì hôm nọ là ba ông cháu có trồng rau cải các bác, nhưng mà do là nó không lên, bây giờ mọc là toàn cái rau dại lên thôi. Đi ra cái gì nó né nó Sử ơi, rau cải nó còn nhỏ quá đây này. Sử có biết cái đậu, Sử có biết cái đậu này không? Có không có. Cái này ăn vẫn không để ăn nhỉ? Vâng. Cái đậu này thì là không biết là cái đậu gì nó các bác này, nó bẹp bẹp này. Cảm giác như là sờ ở bên ngoài các bác, nó có một cái chút lớp mỡ nhất.
chỗ này thì bây giờ cháu Lực sẽ gửi cho em Sử, gửi cho ông là 50.000 đúng không bác? Một chậu rất là to luôn này. Rất là nhiều nhờ. Vâng. Đây, bây giờ anh gửi Sử 50.000 nhá. Thôi lấy đi, đây. Đây lấy đi. Anh em cho ăn thôi. Đây công sức trồng bao nhiêu lâu? Hả? À, Sử thì bảo là không có lấy không có lấy tiền để cô bác này, cũng rất là khó cô bác. Sử không lấy thì cháu Lực sẽ gửi cho ông này cô bác này. Ông ơi. Yeah. Lá nào phát thủ níu này, lá nào chiên hồi yếu. À con bỏ à. Hả? Bỏ à. Ông à. Bỏ à. Ông à. Em bỏ à. Hả? Ôi giời. Sử thì cũng không có lấy cô bác. À, ông thì cũng bảo là cho. Thế thì bây giờ cháu Lực cũng không có biết là từ chối như nào nữa cô bác ạ. Đấy. Thế thì cho anh xin nhá. Rồi thế thì anh cảm ơn Sử nhá. Anh cảm ơn Sử nhá. Rồi rồi. Tự mới sáng ngang ngoan. Hả? Cho anh ăn một cái sáng ngang ngoan. Ngon rồi, đố này là ngon rồi. Anh cảm ơn nhá. Đấy, Sử thì cho cháu Lực luôn đấy cô bác. Anh không biết nói gì thêm các bác, ông thì cũng bảo là cho luôn. Rồi anh cảm ơn nhiều nhá. Anh để đây một tí nữa về thì anh lấy sau nhá. Ôi mà làm gì? Ôi. Ấy da. Ở nhà mà phơi thóc như này cô bác rất là ngứa người luôn cô bác ạ, nếu mà đêm mà không tắm ấy cảm giác như là mình đổ một tí thôi cái bụi của nó đã bám lên người nó rất là ngứa rồi. Ui cũng có vẻ là rất là nặng đấy cô bác ạ. Cái này thì sau này mình để làm gì à Sử? Cái lúa nếp này để làm bánh à? À à. Tết đến Tết đúng không? À, có nghĩa cái này là mình trồng đến Tết luôn này cô bác này. Làm ăn à? À mình để làm nấu xôi lên đúng không? Ở kia thì đã phơi hết chưa? Đã phơi hết thóc chưa? Chưa đâu à? À thế là mấy hôm nay ông cứ ở nhà mà phơi thóc rồi à? Ông thì năm nay cũng đã 80 rồi cô bác này. Nhưng mà rất là may ông còn có một cái sức khỏe rất là khỏe cô bác, giúp đỡ cho em Sử rất là nhiều việc. Phải nói là em Sử và em Hải nợ ông một cái công ơn mà dưỡng dục thì không biết là phải trả bao giờ thì mới hết được cô bác. Và cũng trong thời gian qua thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị là gửi những tấm lòng vàng tới cho em Sử và em Hải. Thì đến năm nay ông 80 tuổi là phú rồi. Năm nay ông 80 tuổi thì cũng đã chuẩn bị cho mình được một cái ngôi nhà mới rồi cô bác. Bác anh để lên trên luôn nhờ. Hay còn cái bóng đèn năng lượng mặt trời mà được bà Vương Kim Thanh là mua cho thì bây giờ vẫn còn dùng rất là tốt này cô bác này. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ bật lên cho cô bác anh chị là cùng xem một chút này. Đấy, ở đây thì bây giờ nó đang sạc này cô bác này. Sạc đến 3 vạch thì nó đã đầy đủ pin rồi. Đấy, rất là sáng đấy cô bác. Sáng nhà Sử nhà. Vẫn còn được đúng không? Đấy, những cái nồi, những cái máy quạt được
bà An Phạm với lại cái nồi được bà An Phạm mua cho thì dùng cũng rất là tốt, không có vấn đề gì xảy ra cả. Đấy, bây giờ thì cắm cơm xong là đi ra ngoài làm những việc khác, mình về đến nhà chỉ cần là nấu thức ăn lên rồi thì đã được đã ăn rồi nhỉ. Vâng. Thế còn cái thức phi hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bản em, đã gửi nhiều tấm lòng vàng tới cho em Sử với lại em Hải với lại ông, để trong thời gian tới thì sẽ không còn ở cái ngôi nhà này là nhiều đâu các bác. Có thể là ngôi nhà này thì mình sẽ tận dụng lại để làm kho thôi, còn là như việc ngủ nghỉ ăn cơm thì mình sẽ chuyển lên trên nhà mới nhá. Vâng. Đấy, ở trên đấy thì anh cũng thiết kế cho em là hai cái phòng. Vâng. Đấy, hai cái phòng, có khi là một phòng thì sẽ để ông ngủ, còn là một phòng thì sẽ để hai anh em ngủ với nhau nhá. Vâng. Đấy, còn là cái ngôi nhà đấy thì không phải là dành riêng cho em hay là dành riêng cho em Sử hay là dành riêng cho ông cả. Vâng. Mà cái ngôi nhà đấy thì sẽ để cho ba ông cháu là cùng sinh hoạt và ở trên đấy. Còn anh cũng biết là tình cảm của em Hải với em là như thế nào. Đấy, hai anh em thì từ lúc nhỏ đến bây giờ thì chỉ có người ông của mình là cái người mà rất là thân cận với mình thôi cô bác. Thậm chí là người mẹ của mình ấy cô bác. Thì cái việc này thì cháu Lực sẽ không có nói thêm về cái vấn đề này nhiều nữa cô bác. Thế còn là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.